Đây là con robot Dreamy X30 Ultra của mình và mình đã sử dụng nó được khoảng hơn 1 tháng nay. Trước khi đi vào cái bài đánh giá chi tiết cũng như là giới thiệu về con robot này thì mình sẽ kiểm tra và cho các bạn thấy là sau hơn 1 tháng sử dụng thì nó sẽ như thế nào với những cái tính năng của nó. Bên trong đây là cái phần mà nó giặt rẻ lau này. Thì thường thường những con robot chúng ta hay sử dụng thì cái phần này chúng ta sẽ phải tháo ra để đi vệ sinh định kỳ. Nhưng mà con X30 Ultra thì cái phần này nó sẽ tự động nó giặt, nó vệ sinh. Các bạn sẽ thấy là bên trong nó sẽ có rất ít vết bẩn, nó đọng lại ở phía dưới. Nó rất là sạch cho nên cái việc mà nó vệ sinh cái rẻ lau nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ không gây ra mùi hay là những cái bẩn gì đó trong quá trình mà chúng ta sử dụng nó. Chào các bạn, ở bên cạnh mình đây đang là con robot hút bụi và lau nhà Dreamy X30 Ultra. Nó là cái sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu Dreamy cho nửa đầu năm 2024. Mình đã sử dụng con robot này được khoảng hơn 1 tháng nay, từ trước Tết âm lịch. Và tới bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là những cái tính năng mình thích ở trên con robot này. Đây có thể coi là một cái video nghiêng về cái trải nghiệm của mình nhiều hơn là giới thiệu những tính năng của con robot, bởi vì nó là một con flagship cho nên là tất cả những tính năng cao cấp nhất về hút bụi và lau nhà thì con X30 này đều sở hữu. Trước tiên hãy nói một chút về thiết kế đi. Các bạn thấy rằng X30 Ultra nó là một con robot có thiết kế khá là nhỏ gọn như thế này. Thực sự là mình bất ngờ về việc là nó nhỏ gọn hơn những con robot trước đây. Nếu như so với con L20 của năm ngoái thì các bạn sẽ thấy là cái thiết kế phần mặt trước này của con X30 nó sẽ có thiết kế bo cong và mềm hơn. Tức là theo mình thấy thì nó giống như con L10 hơn. Thì đây là một thiết kế khá là gọn và nhỏ của X30 Ultra. Mặc dù nó nhỏ thôi, tuy nhiên thì cái bình chứa nước thải và chứa nước sạch của con X30 này khá là lớn, với dung tích khoảng độ 4 cho đến 4,5 lít với hai bình chứa nước ở đây. Ở phía dưới khi mà mở cái nắp ra là chúng ta sẽ tiếp cận được với cái túi chứa rác ở đây, cũng như là một bình chúng ta đổ dung dịch vệ sinh. Thì khi mà mua con robot này thì Dreamy sẽ cho mình sẵn một cái lọ dung dịch vệ sinh và mình đổ ở đây để mình sử dụng. Tức là cái máy nó sẽ có tính năng nó tự động nó điều chỉnh, nó phân chia cái dung dịch này với nước để nó đi nó lau nhà, mình không phải phân chia nó bằng tay. Nói chung thì cái độ tiện lợi và tính năng tự động của con X30 Ultra này thì nó gần như nó tự động hết rồi. Mình chỉ việc đi đổ nước thải và châm nước sạch mà thôi. Ở phía dưới này Dreamy có đề một dòng cảnh báo đó là nước nóng. Thì con robot này nó sẽ sử dụng nước nóng khoảng 60 độ để nó giặt rẻ, cũng như là dùng khí nóng để nó sấy nó chóng khô hơn. Trong quá trình sử dụng của mình thì mình thấy rằng với cái việc mà nó dùng nước nóng để nó giặt rẻ này thì nó sạch hơn rất nhiều. Đặc biệt là với những khu vực ví dụ như phòng bếp của mình, khi mà nấu ăn thì sẽ có dầu mỡ nó bắn xuống. Trong những điều kiện trời lạnh, trời mùa đông như này, thì với việc nó sử dụng cái nước nóng đó, nó sẽ giúp cho cái rẻ lau nó sạch hơn. Kết hợp với đó là nó sử dụng khí nóng để nó sấy rẻ cho nó khô. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến những cái tính năng ấn tượng của con X30 Ultra này sau hơn 1 tháng sử dụng. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái hệ thống camera, cảm biến và đèn LED ở đây để nó đi, nó nhận diện những cái vật cản tốt hơn. Trên thực tế thì mình thấy nó nhận diện rất tốt những cái vật cản mà nó đi nó lau nhà, ví dụ như là giày dép, dây điện hay là bàn ghế, chân bàn, chân ghế, tất cả những đồ vật nó đều nhận diện và nó sẽ hiển thị một cái hình chụp đó lên trong ứng dụng để mình biết được rằng quanh khu vực đó nó có vật cản gì. Và trong quá trình nó lau thì nó sẽ tránh những cái vật cản đó, còn nếu mà muốn thì chúng ta sẽ bỏ qua thì con robot nó sẽ tiếp cận gần hơn để nó lau và nó hút bụi. Mình thấy rằng đây là một cái tính năng mà con robot này làm rất tốt, tức là cái việc nó tránh vật cản. Tiếp theo là cái chế độ lau nhà và hút bụi thông minh thì con robot này nó có rất là nhiều những tính năng, ví dụ như chúng ta có thể phân chia theo phòng. Ví dụ như phòng này là chỉ hút bụi mà thôi, phòng kia là hút bụi 2 lần sau đến lau nhà chẳng hạn. Thì từng phòng như vậy nó sẽ đi nó làm theo đúng những gì chúng ta muốn. Nhưng mà cái mình thấy hay ở đây đó là với những cảm biến xung quanh con robot này, khi nó đi lau nhà hút bụi nó sẽ biết được khu vực nó bẩn và nó sẽ gợi ý là làm sạch lần thứ hai. Trong quá trình sử dụng thì mình để ý mình thấy rằng không ít lần con robot này nó gợi ý cho mình đó là phải làm sạch cái khu vực phòng bếp lần thứ hai. Thì đó là cái khu vực mà rất là bẩn sau những buổi nấu nướng hay là ăn uống. Cho nên là khi mà con robot này nó đi nó hút bụi và lau nhà lần thứ nhất, nó cảm thấy không sạch hoặc là nó vẫn còn một cái gì đấy nó bám ở trên sàn nhà chẳng hạn, thì nó sẽ gợi ý ở trên ứng dụng để cho mình biết là mình có cần lau lại khu vực đó hay không. Dĩ nhiên là mình có thể bỏ qua hoặc là mình có thể lau lại nếu muốn cho nó sạch. Với cái rẻ lau xoay ở đây thì con robot này nó có tính năng nó tự động nó vươn ra những khu vực chân tường hay là chân bàn, và dĩ nhiên là nó cũng có tính năng là nó sẽ để cái rẻ lau ở lại khi nó đi nó lau ở cái khu vực thảm. Tức là cái rẻ lau nó không chỉ nó nhấc lên khoảng độ hơn 1 cm đâu, mà bây giờ nếu muốn thì chúng ta cũng có thể để nó ở lại. Với những gia đình nào mà có phòng mà có thảm nhiều á, hoặc là thảm dày mà chúng ta không muốn bị ướt thảm, thì chúng ta có thể bật cái tính năng này lên. Thì khi đó con X30 nó sẽ để 2 cái rẻ lau ở đây, nó không mang đi nữa à, để nó đi nó hút bụi khu vực thảm thôi, bởi vì thảm thì không cần lau mà. Và sau đấy khi nào mà nó đi nó hút bụi lau nhà ở những khu vực khác thì nó sẽ về cái phần đóc này để nó gắn lại. Đó cũng là một cái tính năng hay của X30 mà ít con robot nào có. Trong quá trình sử dụng của mình với con X30 này thì mình thấy rằng nó cũng sẽ giặt rẻ lau nhiều hơn. Đó, trong đây là cái chế độ mình cài đặt tiêu chuẩn nha, mình chưa can thiệp gì nhiều lắm. Thì con robot này khi mà nó đi lau không chỉ là một phòng đâu, mà nếu mà nó cảm thấy là cái phần lau đó nó bẩn quá thì
thì nó sẽ tự động nó đi về, nó giặt xẻ lau. Ví dụ như với cái nhà của mình đây có khoảng 4-5 phòng ạ, thì con robot này trong quá trình nó đi nó lau dọn tất cả thì nó sẽ về cái dock này để nó giặt cái rẻ lau đó khoảng 7 lần. Ý của mình ở đây đó là con X30 này nó sẽ giặt rẻ lau thường xuyên hơn để nó đi nó lau nhà cho nó sạch hơn. Thêm một điểm ấn tượng nữa của mình với con X30 Ultra này, mình thấy rằng có thể đó là một con flagship, cho nên là với những cái cảm biến hay là những cái camera nó được trang bị ở đây thì nó điều hướng cũng như định vị rất là tốt và nó di chuyển rất là nhanh. Ví dụ khi đã hoàn thành lau và hút bụi ở một phòng và nó di chuyển sang khu vực khác thì con robot này nó di chuyển rất là nhanh và chính xác theo cái đường đi của nó để nó tiết kiệm thời gian hơn. Thì mình nghĩ rằng với một cái bản đồ chính xác cũng như những cảm biến ở đây thì con robot này nó có thể di chuyển và nó luồn lách qua những khu vực khó, khu vực hẹp nó sẽ tốt hơn những con robot khác. Đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình với Dreamy X30 Ultra sau khoảng hơn một tháng sử dụng. Đây là con robot cao cấp nhất của Dreamy tính tới thời điểm hiện tại. Nó có tất cả những tính năng chúng ta cần. Một bộ hút với lực lên tới là 8.300 Pascal để hút tất cả những bụi bẩn ở trong sàn. Một cái rẻ lau xoay có thể vươn ra để lau ở những khu vực khó. Có thể để lại ở cái dock này khi nó đi nó hút bụi trên thảm. Có khả năng giặt nước nóng và sấy bằng nước nóng. Cũng như là một hệ thống cảm biến để nhận diện và tránh vật cản tốt hơn trong quá trình hoạt động. Với tất cả những tính năng thông minh đó thì bây giờ chúng ta ít phải động tay tới con X30 này hơn. Thậm chí là với cái khay nước ở phía dưới này này thì con X30 nó cũng sẽ tự động nó giặt, nó vệ sinh rồi. Mà mình không phải tháo ra mình đi rửa nữa. Đó là những cái tính năng rất là hay của Dreamy X30 Ultra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo mình chia sẻ về robot hút bụi.